Thì giới thiệu một cái cho các anh em xem một cái mẫu mạch MD9840 ha. Đây. DSP lập trình chống thuốc. Đây, bên trong qua mạch đây. IC MD9840. 150W. Chạy loa 4 tấc đơn hoặc là 3 tấc đôi. Đây, bên trong này. Có phần lắp micro không dây 5V, cho phép mình lắp micro 8V, 5V đều được ha. Rồi. Có phần led nháy theo nhạc, lắp led 12V, DSP lập trình chống thấu. Đây, mình đang kết nối với cái lò 4 tấc con 51 từ 140. Đây. Cái lò chép 250, cái lò chung. Thì đối với những cái mẫu mạch bò thế mới bên mình ha, đều có phần chống thấu. Khi mà có chống thấu thì nó có nhiều cái ưu điểm lợi cho lò kéo. Nó bảo vệ được thiết bị mình không có bị hư hỏng, và khi ca thì nó cho phép mình ngồi sắt lo ca mới được ha. Đây, đây gọi là chống mít von vẫn đỡ mức cao ha. Ha, chứ không phải là giảm mít von xuống đẩy vô gọi là chống hố đâu. Nè, tiếng vẫn ok. 1 2 3 4 5 9 10 9 10. Ha, đẩy mít von lên chút nữa nè. 1 2 đó, thì mít von cao mức ở đây thì đẩy ở đây nó mơ hơ kêu kêu re re này. Nó kêu tiếng re re mới gọi là chống hú nghe. Thì khi mà chống hú nó lợi thế là nó lô chép không bị cháy nè, lô trung cũng không bị cháy nè, bảo vệ lô bát không bị nhão lô bát. Lô bát mà nhạc hú nhiều thời gian thì nó sẽ bị nhão, và cái tiếng bát ra nó không còn chắc tiếng nữa. Đó là cái, và tiếp theo là cái bo mạch cháy hú là rất dễ hư bo mạch. Khi đó dòng điện nó rất là cao. Rồi mình thử cái tiếng micro các anh em xem. Thì cái tiếng micro này nó đặc biệt là DSP lập trình. Thì cái tiếng reverb á, echo nếu mình tăng lên hết thì gọi là echo reverb. Mình giảm xuống nó gần giống như tiếng reverb. 1 2. Đó, mình đang giảm echo. 1 2 3 4 5 9 10 1 2 3 4 5 tăng lên. 1 2 3 4 5 9 10 9 10. Ok, thì nhiều anh em nói thì cái mạch nhỏ xíu thế này sao quấn nó 4 tấc, test nhạc cho các anh em xem. Quấn nhức xương. Đó là sự thật. Nó phải quấn có lực như thế tiếng nó mới hay được ha. Thì đối với con IC MD9840 nó cho tiếng bass rất là chắc, rất là sáng tiếng ha. Đó, mình đã thử cho các anh em xem.
Ok, nó phải như sắt. Âm thanh nó mới đạt ha. Âm thanh như thế mới gọi là đạt. Ok, mình kết thúc như thế này.